Ngày 12 tháng 7, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Cầm đầu ổ nhóm là Tạ Quang Hào, 25 tuổi và Nguyễn Văn Giang, 33 tuổi, cùng ở xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Lợi dụng giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu, Hào đã mua tài khoản tổng cá độ bóng đá có tên SCK-B04, SCK-B06 và SCK-B07 để vào trang wabi88.com, tổ chức cá độ bóng đá. Từ 3 trang bóng này, Hào tiếp tục chia thành nhiều tài khoản khác để bán cho các đối tượng cá độ với giá trị quy đổi 1 điểm bằng 1 yên Nhật bằng 100.000 đồng. Sau đó các đối tượng cá độ sẽ thanh toán với Hào tiền thắng thua vào thứ hai hàng tuần. Bước đầu đấu tranh, Công an tỉnh xác định trong khoảng thời gian từ 12 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7, các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 60 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật vụ án gồm một xe ô tô, 6 điện thoại di động và 20 triệu đồng.